Với nhiều lợi thế và tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Tháp sẵn sàng kết nối chào đón doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, tại buổi tiếp đoàn công tác của công ty cổ phần tập đoàn Tân Long, Tân Long Group vào sáng ngày 22 tháng 3. Ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết, toàn tỉnh có hơn 504.000 hecta sản xuất lúa, sản lượng 3 triệu tấn mỗi năm, với 182 hợp tác xã nông nghiệp và 116 hội quán là cơ sở quan trọng để thực hiện liên kết chuỗi giá trị như doanh nghiệp mong muốn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm đầu mối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Theo ông Trương Sĩ Bá, Chủ tịch Tân Long Group, để phát triển chuỗi sản xuất lúa gạo và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia A An, Tân Long Group mong muốn liên kết với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng dùng nguyên liệu lúa gạo quy mô lớn, với giống lúa chất lượng cao, sản xuất sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc để hướng đến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp sẽ tham gia sâu vào hợp tác xã như một cổ đông, có trách nhiệm với hợp tác xã trong đầu tư máy móc, vật tư đầu vào, sản xuất tiết kiệm chi phí, giúp nông dân nâng cao lợi nhuận. Ngoài ra, Tân Long Group cũng định hướng phát triển chăn nuôi, do đó mong muốn địa phương giới thiệu địa điểm phù hợp để đầu tư dự án chăn nuôi heo quy mô từ 300 đến 500 ha, khép kính và tuần hoàn. Đồng thời tìm hiểu đầu tư nhà máy phân bón 10 đến 15 ha, nhà máy cám có quy mô từ 5 đến 7 ha, thuận lợi đường bộ và đường thủy. Sáng ngày 22 tháng 3, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Văn Thắng chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự hành chính. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác thi hành án, ra soát củng cố kiện toàn ban chỉ đạo thi hành án hai cấp, nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác thi hành án. Theo Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ngành thi hành án cần phải tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, có kế hoạch cụ thể trong công tác thi hành án, đảm bảo chặt chẽ bài bản, việc đưa ra bản án phải có tính khả thi cao tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, ông Phan Văn Thắng cũng yêu cầu trong năm nay phải giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước. Trong 5 năm đã thi hành trên 116.000 việc, bình quân dược từ 10 đến 12% so với chỉ tiêu do ngành cấp trên giao, với số tiền đã thi hành án hơn 2.000 tỷ đồng. Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Công an quý 1 năm 2022 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán nhâm dần năm 2022. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 trong quý 1 năm 2022 của công an tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng đồng cốt quan trọng trong việc tạo một môi trường xã hội ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần vừa qua, tạo được không khí vui tươi an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết. Nổi bật là thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không để bị động bất ngờ, đảm bảo tốt tình hình an ninh trên các lĩnh vực. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 15,5%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 97,5%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,6%, kiểm soát hiệu quả tình hình tệ nạn cờ bạc ma túy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng công an tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thế mạnh, mặt tích cực thời gian qua, trong đó chủ động tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, bám sát những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, dần dần. Chiều ngày 22 tháng 3, tại huyện Tân Hồng, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K-91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở tỉnh Veng giai đoạn mùa khô năm 2021-2022. Qua thời gian tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát. Lực lượng đội K-91 gồm 30 người đều đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh đến ý nghĩa nhân dân của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đồng thời đề nghị đội K91 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Ông Đoàn Tấn Bửu chúc các chiến sĩ đội K91 khỏe mạnh, an lành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, quỹ ban nhân dân các quận thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch của quỹ ban nhân dân tỉnh về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu chính quyền, cơ quan đơn vị trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Quỹ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trung tâm y tế thành phố Sa Đéc với 30 giường bệnh, thực hiện khám chữa bệnh thông thường, không thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.